Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, năm 1976, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thị xã Tân Uyên chính thức ra đời. Lúc bấy giờ, trung tâm được biết đến với tên gọi Trường Bổ túc Văn hóa Tập trung. Năm 1989, trung tâm đổi tên thành Trường Bồi dưỡng Cán bộ và mang tên này cho đến năm 1994 thì được đổi thành Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tân Uyên. Theo dòng thời gian, năm 2007, trung tâm khoác lên mình chiếc áo mới với tên gọi Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Kỹ thuật Hướng nghiệp Tân Uyên. 10 năm cùng với cái tên mới, đến năm 2017, trung tâm chính thức được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thị xã Tân Uyên. Trong năm học 2011-2012, trung tâm được đưa vào hoạt động ở một cơ sở mới, khang trang và hiện đại. Kể từ đó đến nay, quy mô đào tạo cũng như chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, trong năm học 2020, tỷ lệ học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Năm học 2020-2021, với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quản lý và dạy học, trung tâm đã đạt được những thành quả như sau. Với tổng cộng 17 lớp, đã có 3 tập thể lớp tiên tiến và 160 em học sinh khối giáo dục thường xuyên đạt được thành tích cao trong học tập cũng như là trong phong trào đoàn. Cụ thể, 10 học sinh giỏi, 140 em học sinh tiên tiến và 10 học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn. Đối với giáo viên, trong năm học 2020-2021, trung tâm đã tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, có 4 giáo viên được công nhận và đăng ký 4 đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh tại trung tâm trong năm học này đạt tỷ lệ 96,49%. Bước vào năm học 2021-2022, toàn bộ học sinh tại trung tâm được chia thành hai hệ đào tạo chính là giáo dục thường xuyên và giáo dục dạy nghề phổ thông. Hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, trung tâm có tổng cộng 18 lớp với 779 học sinh, tăng 48 học sinh so với năm học trước. Với hệ giáo dục nghề phổ thông, dự kiến trung tâm sẽ mở 21 lớp cấp 3 với 935 học sinh, tăng 122 học sinh so với cùng kỳ năm học trước. Về tình hình giáo viên, năm học 2021-2022, trung tâm có tổng cộng 35 giáo viên, trong đó có 17 giáo viên là nữ, với 2 thành viên thuộc ban giám đốc và 4 tổ chuyên môn. Bên cạnh đó, trung tâm còn có cấp ủy chi bộ, công đoàn và đoàn thanh niên. Trong năm học 2021-2022, trung tâm tiếp tục thực hiện cuộc vận động, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong từng tháng, từng học kỳ và bước đầu đạt hiệu quả đáng kể, góp phần tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường. Từ đó đem lại niềm tin đối với phụ huynh học sinh và xã hội. Về phong trào đoàn, trong năm học 2020-2021, đoàn trung tâm cũng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Phối hợp với trường cao đẳng công nghiệp Cao su Bình Phước và trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo nghề trung cấp cho 93 học sinh với 3 ngành chính là kế toán doanh nghiệp, kế toán tin học và điện công nghiệp. Tổ chức hội thi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như 26 tháng 3, 20 tháng 11, kể chuyện về tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Đoàn trung tâm phối hợp với thị đoàn, Phòng Giáo dục Tân Uyên, Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương và trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh trao 15 phần học bổng tổng trị giá 19 triệu đồng. Triển khai thực hiện cuộc vận động, đoàn viên thanh niên học sinh rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tổ chức giải bóng đá cấp trung tâm thu hút hơn 200 em học sinh tham gia đến từ 17 lớp. Tháng 1 năm 2021, đoàn trung tâm hướng dẫn 60 em học sinh tham gia hội trại truyền thống học sinh sinh viên tại trường trung học phổ thông Phước Vĩnh, Phú Giáo. Tại đây, các em đã có điều kiện để học hỏi cũng như giao lưu cùng với các bạn học sinh ở các trường trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Lễ khai giảng năm nay thì là do tình hình dịch bệnh cho nên là trung tâm của chúng ta sẽ khai giảng trong khuôn khổ của thầy và trò của trung tâm. Xin được giới thiệu sự hiện diện của Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm thầy Nguyễn Văn Ti. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc trung tâm thầy Vũ Phương Lâm. Và đặc biệt xin trân trọng giới thiệu tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trung tâm và đại diện học sinh của các khối lớp ở nhiều điểm cầu khác nhau. Năm học 2021-2022 được đánh giá là một năm học đầy thách thức khi thầy và trò trung tâm đã phải trải qua gần một nửa thời gian học tập online qua hệ thống Microsoft Teams.
Thế nhưng những khó khăn đó không đủ để làm cho những con người nơi đây nản lòng. Dạ cô, chính xác là cuộc chiến tranh lạnh cô. Ở trước khi vô cái bàn mới á, thì mình nhắc sơ lại một chút kiến thức cũ ha. Bây giờ cô ngồi ha. Kết thúc năm học, thầy và trò trung tâm đã đạt được những thành quả đáng trân trọng. Đặc biệt, trung tâm vinh dự đón nhận phần quà khích lệ của Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Nguyên khi có số lượng học sinh tốt nghiệp tăng liên tục trong 3 năm liên tiếp. Đồng thời, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của học sinh khối 12 của trung tâm đạt 100%. Mọi khó khăn cũng đã qua đi, thầy và trò trung tâm phấn khởi bước vào năm học 2022-2023 với nhiều sự thay đổi lớn. Số lượng học sinh đã tăng hơn con số 1.000. Theo đó, trung tâm cũng vui mừng đón nhận sự đồng hành từ các giáo viên mới về làm việc trong năm học này. Năm hình thành và phát triển, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thị xã Tân Nguyên đã và đang miệt mài cố gắng đem lại cho đời những giá trị tích cực và cao cả. Chúc cho toàn bộ chúng ta sẽ có đủ sự chia sẻ, nỗ lực và may mắn. Lời cuối cùng, chúc cho hội nghị thành công, tốt đẹp.